Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Ở Pháp. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn là một món vừa ngon vừa dễ làm và không mất nhiều thời gian của gia đình mình. Khoai tây mình đem đi luộc và kế tiếp mình sẽ đem để nó trên một cái thớt và mình đè nó lấy đồ mình đè cho nó hơi dẹp dẹp một tí. Mình sẽ gắt vào một miếng tiêu, tiêu, muối. Thì mình gắt trên đó là lá thì là khô. Cỡ 10 phút ha. Một bên thì mình